Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 4 mới, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 23, phép trừ các số có nhiều chữ số. Chúng mình mở sách giáo khoa trang 79 để bắt đầu bài học. Chúng mình cùng tìm hiểu phần khám phá. Bạn Mai và bạn Việt đang ngồi xem TV. Bạn Mai nói rằng video dạy hát nhạc có 235.072 lượt xem, còn video dạy tiếng Anh có 438.589 lượt xem. Bạn Việt nói rằng video dạy tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc bao nhiêu lượt xem nhỉ? Đó. Chúng mình cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi của bạn Việt nào. Muốn biết video dạy tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc bao nhiêu lượt xem, chúng mình thực hiện phép trừ. Lấy 43.589 trừ 438.589. Lấy 438.589 là số lượt xem của video dạy tiếng Anh, trừ đi 235.072, đây là số lượt xem của video dạy hát nhạc. Kết quả của phép trừ chính là số lượt xem của video tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc. Đây là phép trừ số có 6 chữ số, trừ cho 6 chữ số. Phép trừ hai số có nhiều chữ số. Chúng mình thực hiện trừ tương tự như phép trừ chúng mình đã học ở lớp 3. Đó chính là lời gợi ý của bạn robot. Đầu tiên chúng mình đặt tính, viết số bị trừ, rồi viết số trừ dưới số bị trừ, sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Viết dấu trừ, kẻ nét ngang thay cho dấu bằng. Sau đó, bước 2 thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng mình làm đúng như vậy nào. Chúng mình trừ hàng đơn vị 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. Hàng chục 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. Hàng trăm 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. Hàng nghìn 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Hàng chục nghìn 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Hàng trăm nghìn 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Vậy 438.589 438.589 trừ 235.072 bằng 203.517. Chúng ta đã thực hiện phép trừ số có nhiều chữ số. Chúng ta chuyển sang phần, vậy chúng ta trả lời câu hỏi của bạn Việt là video dạy tiếng Anh nhiều hơn video dạy hát nhạc 203.517 lượt xem. Phần B, chúng mình thực hiện phép trừ hai số có 6 chữ số. Chúng mình cũng đặt tính. Rồi chúng mình thực hiện tính. Chúng mình thực hiện trừ từ phải sang trái. Hàng đơn vị 0, không trừ được 7. Lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 9, cho mượn 1, ta phải bớt 1, trừ 1 còn 8. 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. Hàng trăm 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 8 cho mượn 1 còn 7, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 6 cho mượn 1 thì phải trừ 1 bằng 5. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Vậy
648.390 trừ 382.547 bằng 265.843. Bây giờ chúng mình vận dụng vào để làm bài tập số 1, thực hiện phép trừ số có nhiều chữ số. Chúng mình đặt tính. Sau đó chúng mình thực hiện tính từ phải sang trái. Hàng đơn vị 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Hàng chục 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 7 bớt 1 còn 6, 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. 6 trừ 3 bằng 3, viết 3, hạ 3. Vậy hiệu là 33.433. Phép trừ thứ hai, 1 trừ 0 bằng 1. Hàng chục 9 trừ 2 bằng 7. Hàng trăm 8 trừ 5 bằng 3. Hàng nghìn 7 trừ 2 bằng 5. Hàng chục nghìn 3 trừ 1 bằng 2. Hàng nghìn, hàng trăm nghìn 6 trừ 4 bằng 2. Vậy hiệu là 225.371. Phép trừ thứ 3, 9, 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 3 bớt 1 còn 2, 2 trừ 2 bằng 0. Hàng trăm 4 không trừ được 3, lấy 14 trừ 3 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 5 bớt 1 còn 4, 4 trừ 2 bằng 2. Hàng chục nghìn 9 trừ 8 bằng 1. Hàng trăm nghìn 8 trừ 2 bằng 6. Vậy hiệu là 612.903. Bài 2, chúng mình quan sát hình ảnh. Đây là con muỗi, đây là con ong. Con muỗi nói rằng khi bay tớ đập cánh khoảng 180.000 lần trong 5 phút. Còn con ong nói, con tớ đập cánh khoảng 60.000 lần trong 5 phút khi bay. Khi bay trong 5 phút, muỗi đập cánh nhiều hơn ong bao nhiêu lần? Chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ. Đúng không nào? Đó, chúng mình sẽ lấy số lần đập cánh trong 5 phút của muỗi trừ đi số lần đập cánh trong 5 phút của ong. 180.000 trừ 60.000 bằng 120.000 lần. Đáp số 120.000 lần. Kết quả của phép trừ chính là số lần đập cánh của muỗi nhiều hơn ong trong 5 phút. Bài 3, khoang chứa nhiên liệu của máy bay màu xanh có 240.373 lít. Khoang chứa nhiên liệu của máy bay màu hồng có 25.350 lít. Hỏi khoang chứa nhiên liệu của máy bay nào có nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít? Chúng mình so sánh số có 6 chữ số với số có 5 chữ số. Ta thấy 240.373 lớn hơn 25.350. Nên khoang chứa nhiên liệu của máy bay màu xanh có nhiều hơn. Ta trả lời khoang chứa nhiên liệu của máy bay màu xanh nhiều hơn khoang chứa nhiên liệu của máy bay màu đỏ. Số lít là, chúng ta thực hiện phép trừ, 240.373 trừ 25.350 bằng 215.023 lít. Đáp số 215.023 lít. Kết quả của phép trừ chính là số nhiên liệu của máy bay màu xanh nhiều hơn số nhiên liệu của máy bay màu vàng, màu đỏ. Chúng mình chuyển sang tiết luyện tập. Bài 1, số. Hàng đầu tiên là số bị trừ. Hàng thứ hai là số trừ. Hàng thứ ba là hiệu. Ta lấy số bị trừ, trừ đi số trừ.
Kết quả phép trừ chính là hiệu. 9 trừ 8 bằng 1. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 0 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. 3 trừ 2 bằng 1. Hạ 5. Vậy hiệu là 511.221. 7 trừ 6 bằng 1. 8 trừ 2 bằng 6. 2 trừ 0 bằng 2. 7 trừ 0 bằng 7. 4 trừ 2 bằng 2. Hạ 3. Vậy hiệu là 327.261. Ở câu tiếp theo chúng ta đi tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Lấy 432.000 trừ đi 231. Đúng không? Lấy 432.000 trừ đi 231.000. 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 3 bằng 0. 4 trừ 2 bằng 2. Ở cột cuối cùng ta đi tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, ta cộng ngược lên. 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 bằng 0. 7 cộng 2 bằng 9. 5 cộng 2 bằng 7. 4 cộng 2 bằng 6. Vậy là số bị trừ là 679.000. Bài 2 tìm chữ số thích hợp. Chúng mình suy nghĩ để điền số vào ô có dấu hỏi chấm. 6 cộng 4 bằng 10. 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 9 trừ 7 bằng 2. 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9, nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 5. Tiếp theo. 8 trừ 0 bằng 8. 1 không trừ được 3, lấy 11 trừ 3 bằng 8. 5 bớt 1 còn 4. 4 trừ 4 bằng 0. 7 trừ 7 bằng 0. 0 không trừ được 2, lấy 10 trừ 2 bằng 8. 5 bớt 1 còn 4. 4 trừ 1. 4 trừ 3 bằng 1. Bài 3. Robot mời Việt Nam, Mai và My đi xem phim. Biết tiền vé của cả 4 bạn Mai, Nam, Việt và Robot là 320.000 đồng. Tiền vé của My là 50.000 đồng. Robot đưa tờ tiền 500.000 đồng cho người bán vé. Hỏi người bán vé phải trả lại Robot bao nhiêu tiền. Chúng mình đọc thầm lại, suy nghĩ xem bài toán cho biết gì. Bài toán hỏi gì? Cả 4 bạn là hết 320.000 đồng. Riêng của bạn My là 50.000 đồng. Vậy ta sẽ lấy tổng số là 320.000 đồng trừ đi 50.000 đồng. Còn 270.000 đồng. Vậy thì chỉ bạn Robot chỉ phải trả 270.000 đồng. Nhưng bạn Robot lại đưa cho người bán vé 500.000 đồng. Đó. À, ở đây có 5 bạn đúng không? Robot này, Việt này, Nam, Mai, My. 5 bạn đi xem. Vé của 4 bạn là 320.000. Vé của My là 50.000. Cộng lại là bằng 370.000. Bạn Robot không có tiền lẻ, đưa cho người bán vé 500.000. Vậy là người bán vé phải trả lại bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ lấy 500 trừ đi tổng số tiền vé của 5 bạn. Kết quả phép trừ chính là số tiền còn thừa đấy. Nào, bây giờ chúng mình sẽ thực hiện số tính số vé của 5 bạn. Năm bạn nhé, của năm bạn. Ta lấy 320.000 cộng 50.000
bằng 370.000 đồng. Vậy người bán vé phải trả lại robot số tiền là lấy 500 trừ 370 500.000 trừ 370.000 bằng 130.000 đồng. Kết quả của phép trừ chính là số tiền mà người bán vé trả lại cho robot. Đáp số 130.000 đồng. Lấy 500.000 trừ đi số tiền vé của năm bạn. Đó. Kết quả của phép trừ là số tiền còn thừa. Bài 4. Robot viết số 2.130.574. 2.130.574 lên bảng. Xóa đi một chữ số bất kỳ để thu được số có 6 chữ số. A. Tìm số lớn nhất, số bé nhất có thể nhận được sau khi xóa. B. Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất tìm được ở câu A. Đó. 2.130.574. Đây là số mà robot viết lên bảng. Chúng mình suy nghĩ để trả lời. Số lớn nhất có thể nhận được sau khi xóa là 230.574. Số bé nhất có thể nhận được sau khi xóa là 130.574. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất là lấy 230.574 trừ 130.574 bằng 100.000. Đáp số 100.000. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Một số video của cô giáo chỉ những ai đăng ký kênh mới xem được. Vậy chúng mình hãy bấm like và nút đăng ký để xem được đầy đủ bộ video của cô giáo. Xin chào và hẹn gặp lại.